Hello, hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư phụ đến từ C4M Group. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về uh, cái dự án Min Genesis NFT. Uh, trước đây thì mình cũng đã từng update cho các bạn và làm video giới thiệu cho các bạn rồi cách để chúng ta có thể check được điều kiện là chúng ta có thể nhận được cái whitelist Min Genesis NFT cái dự án Min Blockchain hay không. Hiện tại thì các bạn đã có thể vào min rồi nhá, dành cho những bạn đủ điều kiện thì chúng ta đã có thể là vào để có thể là min cái à uh, Genesis NFT này. Và cái uh, cái NFT này hứa hẹn thì nó sẽ có rất là nhiều cái quyền lợi khi mà các bạn hold cái NFT này. Và giá trị hiện tại thì các bạn cũng cũng có thể bán được cái NFT này ở trên chợ OpenSea với một cái mức giá khá là tốt. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay trong cái video này nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái địa chỉ này này. Đây. Các bạn sẽ kết nối với ví nhá kết nối với ví MetaMask của chúng ta và sử dụng mạng lưới đó là mạng lưới của Ethereum nha các bạn. Đó sau đó thì các bạn nhấn vào nút claim. Chúng ta sẽ phải sinh message để có thể ký vào. Các bạn ký vào để chúng ta đăng nhập vào nhé. Ở đây thì nó sẽ ra à, những cái thông tin đến từ cái dự án của chúng ta và à, nếu như các bạn đủ điều kiện thì thì nó sẽ hiện luôn Đấy các bạn lăn xuống, các bạn lăn cái 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 con con chuột ấy, con lăn của chuột ấy, lăn xuống để cho nó nách qua. Đó. Đó thì các bạn lăn xuống tiếp tục thì các bạn sẽ thấy có cái nút check điều kiện này này, kiểm tra điều kiện này. Thì nếu mà nó hiện claim như thế này là các bạn đủ điều kiện nhá. Đó, con slot này chúc mừng cho các bạn đủ điều kiện min cái à, Genesis các bạn nhấn claim. Ở đây thì phí gas nó là phí Ethereum Thế nên nó hơi chát một tí Nó tầm 5 đến 7 đô Tùy thuộc vào cái thời điểm mà các bạn claim Ví dụ ở đây là 7 đô các bạn nhé Các bạn nhấn xác nhận này Ok Sau đó thì nó sẽ hiện uh, chúc mừng Các bạn đã min thành công cái con NFT Và sau khi các bạn min thành công NFT Thì các bạn sẽ phải vào cái trang này này Trang gai XYZ Mục đích để làm gì? Mục đích để chúng ta ghét cái role tức là xác nhận rằng chúng ta là chủ sở hữu của con NFT này. Sau này thì cái quyền lợi nó sẽ tính vào cái role này. Có nghĩa là các bạn hold cái NFT thì các bạn sẽ tính vào cái role này. Ok chưa? Đó, thì các bạn các bạn sẽ thấy này, khi mà các bạn uh, thấy nó có tích xanh này, you have asset, tức là chủ sở hữu, tức là đã min cái Genesis holder này rồi. Ok chưa? Đó, hai cái tích này ok rồi, xong rồi có nghĩa là chúng ta đã xác nhận thành công cái 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 role của chúng ta khi mà các bạn min NFT để sau này khi mà cái dự án chạy airdrop ấy hoặc là những cái chương trình về quyền lợi dành cho những người holder NFT thì các bạn có thể là sẽ được nhận nhé. Ok, tiếp theo nữa các bạn có thể bán cái NFT này ở trên chợ OpenSea, các bạn có thể truy cập vào đây. Đây nhỉ, mình đã đặt sẵn link cho anh em rồi, anh em chỉ việc là truy cập vào link thôi. Đây đây các bạn nhé, các bạn mở ra này. thì các bạn sẽ thấy là ví dụ đây hiện tại thì cái NFT của nó có mức giá là khá là ok nha các bạn chờ một tí cho 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 nó loát đã Lát thế nhỉ Ok. Thì đây là NFT nhá. Và mức giá hiện tại đang là 0.019. Các bạn có thể click vào để xem này. Đó, nó rơi vào tầm 45 đô nhá. 45 đô cho một cái NFT. Thì các bạn muốn bán NFT ấy. Các bạn vào cái phần profile này này. Để chúng ta xem được cái NFT của chúng ta. Đây. Các bạn có thể truy cập vào. Bán NFT thì các bạn có thể là là ấn vào cái nút list for sale này. Mình sẽ đặt nó cao cao tí. Nó 0.194. Ở à, đâu? Đó. Có thể đặt như thế này. Các bạn nhấn complete listing. Listing. Chúng ta sẽ tiếp tục phải mất phí nha anh em mỗi lần mà cái phí này nó chát kinh khủng ấy nhìn cái phí Ethereum nó chát đáng sợ thật cứ 5 đô một phát hơn hơn trăm nghìn một phát đó thì các bạn có thể là bán ở trên cái chợ OpenSea tùy các bạn nhé thì các bạn có thể hâu để nhận được cái đặc quyền hoặc là các bạn có thể bán rồi sau đó chờ nó thấp để mua lại thì đấy là cái 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 chiến lược của các bạn và không mình không có lời khuyên là các bạn nên bán hay nên hầu nhé Ok Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu sư phụ những gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé Chúc các bạn luôn luôn may mắn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền đừng quên nhấn vào quả chuông nhấn đăng ký kênh YouTube của tiểu sư phụ cũng như là tham gia vào channel trên telegram để luôn update được những thông tin những dự án uy tín và chất lượng nhất đến từ c4 mi group có bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại